Kính thưa quý vị, sự ủng hộ của quý vị chính là động lực của chúng tôi để hoàn thiện chương trình tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Vượt qua dịch bệnh, những thiên sứ kiên cường. Bắc Giang cách ly xã hội thêm 3 huyện. Đến lượt nông thôn Ấn Độ bị đại dịch tàn phá. Vượt qua dịch bệnh, những thiên sứ kiên cường. Quý vị thân mến, quả thực chúng tôi đã nợ các anh chị, các bạn những thiên thần áo trắng quá nhiều rồi. Các anh chị, các bạn là những thiên sứ kiên cường, là niềm hy vọng của chúng tôi, sứ mệnh thiêng liêng. Có những người mà ta chỉ có thể nói với họ những điều đôi khi ta không dám nói với mẹ. Có những người ta chỉ có thể để họ nhìn thấy những nơi trên cơ thể, kể cả khi vợ, chồng cũng không được phép. Họ là ai? Thực ra, thầy thuốc không chỉ là một nghề, đó còn là một sứ mệnh. Với những gì Phương chứng kiến thì những người làm nghề y ngoài năng khiếu, đam mê, họ còn rất kiên nhẫn và biết hy sinh. Lạ lùng, ngay cả với những người mà ta tưởng là quan trọng và yêu quý nhất, vậy mà tháng này qua năm khác, nhìn thấy họ nhếch nhác ta còn chán. Ai cũng thích cái vui vẻ, xinh đẹp. Còn những người làm nghề y, suốt ngày họ đối diện với bệnh tật, với chết chóc, vậy mà lúc nào họ cũng phải dịu dàng. Chỉ chừng đó thôi, chẳng phải cũng đã là vĩ đại lắm rồi sao? Thật ra, trong cái thế giới chật chội và hỗn mang này, y đức là một thứ gì vừa gần gũi lại vừa rất mơ hồ. Lòng tốt của ai đó với ta đôi khi không cần được đền đáp, nhưng không thể vì thế mà ta quên đi việc phải biết ơn họ. Đó là lý do của Status về lòng biết ơn sâu sắc của Phương. Cho dù hôm nay có rất nhiều những người thầy thuốc mà Phương quen biết vẫn miệt mài trong những phòng khám và bệnh viện, họ cũng không có thời gian để mà đọc được status này. Đây là status của Trần Thị Cúc Phương viết vào dịp ngày 27 tháng 2 năm 2017 với tựa lòng biết ơn của tôi. Lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ trong chuỗi ngày chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Sau đó được in trong quyển Ngoài kia trời rất xanh của chị. Phải trích dẫn là quả thật tôi không thể viết được, nói được những điều sâu thẳm từ đáy lòng như cô. Một người phụ nữ trong hành trình cận tử. Đúng vậy, thầy thuốc không chỉ là một nghề, nó còn là một sứ mệnh thiêng liêng. Thần linh không ở đâu xa. Triết gia người La Mã Marcus Tullius Cicero đã từng nói, không gì khiến con người tiến gần thần linh hơn việc trao sức khỏe cho con người. Vậy thì, rõ ràng, thần linh không ở đâu xa cả, họ chính là những thiên thần áo trắng mà chúng ta ít nhất một lần trong đời đã gặp. Báo chí, mạng xã hội đã lan truyền những bức ảnh, điều dưỡng cắt tóc cho nhau để bước vào trận chiến chống dịch bệnh. Bức ảnh do các bác sĩ ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi ra đã khiến bao nhiêu con tim rung lên thổn thức. Những cô gái tuổi đôi mươi đã để đồng nghiệp cắt đi mái tóc mà mình dày công chăm sóc, nuôi dưỡng, chỉ để cho gọn gàng, dễ tác nghiệp hơn. Những ngày đó, tôi đã cố gắng liên hệ với người quen của một trong những cô gái đó và biết được cô ấy đang trong thời kỳ con còn chưa cai sữa. Năm lần bảy lượt thuyết phục, cô gái ấy vẫn không chịu cho tôi nhắc tên và viết lại câu chuyện của mình. Chỉ vào vài hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm như em thôi. Tôi đã cầm điện thoại rất lâu, hai bên không nói gì, dường như im lặng cũng như là một sự cảm thông, chia sẻ. Nhưng quả thật, đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại cảm giác như thế, cảm giác không thể mô tả bằng lời. Trong lúc nhiều người ca thán vì tù túng do giãn cách xã hội, do thèm một tô bún giò, thèm không khí cà phê với bạn, thì họ, những con người đó, đã để lại cho gia đình sau lưng với bao bộn bề lo toan, để lại ba mẹ già, con nhỏ, để lao vào cuộc chiến đầy sự nguy hiểm rình rập, ăn vội suất cơm khó nuốt, tô mì pha vội, chớm mất trong thùng cát tông để cứu người. Họ chính là những thần linh. Chúng ta hãy thử thức một đêm. Dân gian có câu, đêm nằm bằng năm ở. Trong các đợt dịch bệnh bùng phát trước đây và đặc biệt những ngày này, các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện đã nằm ở đâu? Thức. Hình ảnh các anh chị mặc đồ bảo hộ, nằm đủ mọi tư thế trên nền nhà, trên ghế, bất kỳ chỗ nào có thể tranh thủ chớm mắt được. Hình ảnh một nữ nhân viên trung tâm y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng, ngủ trong tư thế ngồi nghiêng ngay trên xe cứu thương sau một đêm trắng ở khu công nghiệp An Đồn, nơi các công nhân đối diện với nguy cơ nhiễm dịch bệnh từ nguồn xưa, xác định khiến chúng ta vừa thương vừa cảm. Chị Hà, người phụ trách bộ phận xét nghiệm của CDC Thừa Thiên Huế, đã truyền lại cho lãnh đạo đơn vị một hình ảnh nhân viên xét nghiệm kiệt sức ngồi trong phòng kính với lời nhắn: "Bác ơi, cứ cường độ làm PCR như thế này, em sợ mấy em không chịu nổi bác à." Người lãnh đạo tại CDC tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi nhận được tin nhắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhắn tin động viên an ủi: "Hà ơi, bác biết hết, anh em CDC đã gần như hết sức cả rồi. Bác cầu mong mọi người không ai gục ngã hết, cố gắng vượt qua giai đoạn này, tất cả vì cộng đồng." Sức lực con người có hạn, thật vô duyên khi nói, chúng ta hãy thức một đêm,
Hãy cứ tưởng tượng mà xem những người chống dịch họ đã thức như thế nào từ đêm này đến đêm khác. Họ không gục ngã vì ai, vì điều gì. Hẳn ai cũng biết. Những tấm lòng cao cả, đợt dịch bệnh này, ác thay, hầu như nó lại tấn công vào nhiều bệnh viện, tấn công vào nơi điều trị cho các bệnh nhân. Hình ảnh các cuộc giao ban trực tuyến cho thấy, ngay cả những người trong bộ chỉ huy, chiến dịch từ trung ương đến địa phương, mắt thâm quầng vì mất ngủ, từ đó có thể hình dung ra những người làm việc trực tiếp ở các cơ sở đã phải vất vả như thế nào. Chỉ làm nhiệm vụ thôi, họ đã thể hiện tấm lòng cao cả, vì cộng đồng và chỉ vì một mục đích vì cộng đồng. Thế nhưng, giữa dịch bệnh, các y bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, Quảng Trị không lo cho mình mà lo cho người khác. Họ quyên tiền tặng cho những người bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang phải cách ly tại đây. 7 người, mỗi người một suất quà trị giá 5 triệu đồng. Hành động của các y bác sĩ khiến chúng ta, ai đó, phải xấu khổ khi luôn miệng kêu ca chỉ vì một chút thiệt thòi của bản thân. Không cho học sinh nghỉ học cũng nói sao không cho nghỉ. Cho nghỉ cũng kêu làm sao gửi con để đi làm, kiểu gì cũng kêu được. Mỗi người không cố gắng nỗ lực một chút thì ai lo cho mình và lo cho cả cộng đồng. Trong phạm vi bài này, người viết chỉ có điều kiện nhắc đến những lực lượng phối hợp phòng chống dịch bệnh. Nhưng những việc mà các anh chị, các bạn đang làm, chúng tôi tin rằng mọi người đều biết ơn và luôn bên cạnh. Hãy kiên cường lên, những thiên sứ của chúng tôi. Bắc Giang cách ly xã hội thêm 3 huyện. Quý vị thân mến, UBND tỉnh Bắc Giang đã cách ly xã hội thêm 3 huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam với khoảng 554.000 cư dân. Quyết định được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa ra tròn một ngày sau khi cách ly xã hội toàn bộ huyện Việt Yên khoảng 300.000 người, gồm 200.000 cư dân và 100.000 công nhân. Ba xã Việt Hoàng, Tiên Phong, Yên Lư của huyện Yên Dũng và tạm dừng 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định đưa ra trong bối cảnh ca nhiễm dịch bệnh ở Bắc Giang tiếp tục tăng, nhiều nhất cả nước ghi nhận 507 ca. Tính đến hết ngày 18 tháng 5, ba huyện bị cách ly sát nhau, trong đó huyện Yên Dũng khoảng 136.000 cư dân, Lạng Giang 208.000 người và Lục Nam 210.000 người. Chính quyền chưa ấn định số ngày cách ly, người dân chờ thông báo mới. Ba huyện trên sẽ thực hiện chỉ thị số 16 của chính phủ theo nguyên tắc nhà cách ly với nhà, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Chính quyền yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất. Những cửa hàng bán đồ không thiết yếu sẽ tạm đóng cửa. Ngoài công sở, trường học, bệnh viện không được tập trung quá 2 người, ngoại trừ đi bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao công an lập các chốt kiểm soát tại cửa ngõ 3 huyện trên, tuần tra, xử lý nghiêm những người vi phạm phòng chống dịch. Chính quyền cũng thiết lập vùng cách ly xã hội một phần của thôn Liên Xuyên, xã Song Khê, thôn Xuân và thôn Trước thuộc xã Tân Tiến, tổ dân phố Thành Ngang thuộc phường Sương Giang, tổ dân phố số 1 phường Ngô Quyền, thôn Miễu, xã Tân Mỹ thuộc thành phố Bắc Giang. Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly 4 trong số 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và Lục Nam. Tổng số người trong vùng phong tỏa khoảng 850.000 người, chiếm gần một nửa dân số toàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cách ly 78 thôn, tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 11 thôn, tổ dân phố. Cuối ngày 18 tháng 5, Bắc Giang ghi nhận 507 ca dương tính dịch bệnh, phần lớn tại hai ổ dịch tại công ty Hoseden, khu công nghiệp Quang Châu và công ty Xin Trang, khu công nghiệp Vân Trung. Toàn tỉnh cách ly tập trung hơn 6.500 F1, cách ly tại nhà hơn 30.600 F2. Bắc Giang đã lấy được gần 300.000 mẫu xét nghiệm, chạy kết quả hơn 277.500 mẫu và còn hơn 20.600 mẫu chờ kết quả. Bắc Giang rộng hơn 3.800 km², dân số hơn 1,8 triệu người, xếp thứ 12 cả nước. Phía đông tỉnh giáp với Quảng Ninh, Bắc giáp Lạng Sơn, Nam giáp Bắc Ninh, Hải Dương, Tây giáp Thái Nguyên và cách Hà Nội khoảng 50 km. Tỉnh có khoảng 240.000 công nhân đến từ 57 tỉnh thành làm việc trong 6 khu công nghiệp trên địa bàn. Đến lượt nông thôn Ấn Độ bị đại dịch tàn phá. Quý vị thân mến, sau khi hoành hành và gây hậu quả nghiêm trọng ở các thành phố lớn tại Ấn Độ, dịch bệnh tiếp tục tấn công vào vùng nông thôn, nơi vốn thiếu thốn phương tiện chống dịch. Tại làng Basi, cách thủ đô New Delhi 90 phút chạy xe, khoảng 75% trong số 5.400 dân làng ở đây đã mắc dịch bệnh và hơn 30 người chết trong 3 tuần qua. Làng Basi không có cơ sở y tế, không có bác sĩ hay bình oxy, theo Bloomberg. Không như thành phố biết dùng mạng xã hội, dân làng Basi không thể lên Twitter để kêu gọi sự trợ giúp của những người lạ mặt. Làng Basi thuộc bang Uttar Pradesh, bang này có hơn 75% người dân sống tại nông thôn, theo thống kê dân số gần nhất vào năm 2011 của Ấn Độ. Hầu hết người chết trong làng đều do không được cho thở oxy kịp thời. Sanis Kumar, trưởng làng mới được bầu lên, nhận định. Ông Kumar cho biết người dân bị bệnh nặng phải di chuyển quãng đường 4 tiếng mới tới được bệnh viện gần nhất, nhưng nhiều người đã qua đời ngay trên đường đi. Những gì xảy ra tại làng Basi là hình ảnh chung của vùng nông thôn Ấn Độ lúc này.
qua các cuộc phỏng vấn với đại diện từ hơn 18 thị trấn và ngôi làng ở khắp Ấn Độ, quy mô cuộc khủng hoảng dần hiện lên. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, quốc gia này có hơn 25 triệu ca nhiễm dịch bệnh và 274.390 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Nhưng nhiều người cho rằng quy mô khủng hoảng lớn hơn đáng kể so với con số chính thức, trong bối cảnh nhiều dân làng bị ốm nhưng sợ rời khỏi nhà và con số tử vong vì dịch bệnh cũng không được ghi nhận đầy đủ. Hình ảnh chung của nông thôn Ấn Độ. Sau cuộc bầu cử trường làng Basi gần đây, nhiều nhân viên bầu cử nhiễm virus corona, trong đó có Kumasa Nam, 59 tuổi và con trai 31 tuổi. Khi Nam khó thở và phải đi viện, gia đình ông không thể tìm được xe cứu thương có máy thở oxy, theo Praven Kumar, một con trai khác của Nam. Khi chúng tôi đến được bệnh viện, bác sĩ bảo bố tôi đã qua đời, nhưng thay vì ghi nguyên nhân tử vong là dịch bệnh, họ chỉ ghi là ngưng tim. Kumar nói, bác sĩ nói không cần kiểm tra xem bố tôi có dương tính với dịch bệnh không vì ông ấy chết rồi. Không lâu sau, ở một phòng khám khác, anh trai của Kumar cũng qua đời cùng lúc với 6 bệnh nhân khác. Cả 7 người đều dùng máy thở tại thời điểm trước khi họ chết. Tôi nghi là bệnh viện hết oxy nên vẫn dẫn đến tử vong, Kumar nói. Trả lời Bloomberg, ông Pajayan Panda, quan chức cao cấp trong đảng Bharatiya Janata cầm quyền, bảo vệ cách phản ứng của chính phủ. Ông cho rằng cơ quan bầu cử là phía ra quyết định tổ chức bỏ phiếu và chính quyền các bang phải chịu trách nhiệm xây dựng những nhà máy oxy. Các cơ sở này được nhận kinh phí liên bang. Đầu tháng 1, quan điểm chung là Ấn Độ vượt qua đợt lây nhiễm mạnh nhất của dịch bệnh. Nhiều nhà dịch tễ học đang lên tiếng chỉ trích lúc này. Trên thực tế là những người vào tháng 10 năm 2020 từng nói rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua nên không cần áp nhiều giới hạn, ông Bana nói. Tại bang Bihar, nơi gần 90% dân số sống ở nông thôn, người dân tuần trước tìm thấy 70 thi thể trôi nổi trên sông Hằng. Vì nhà hỏa táng đang trong tình trạng quá tải, người dân lo ngại không kham nổi chi phí an táng nên đành gửi thi thể nhân thân ở sông Hằng. Đến nay, người dân vẫn phát hiện các thi thể được dòng nước đẩy dạt vào bờ. Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở bang Madhya Pradesh, nơi có 72% dân số sống tại nông thôn, theo số liệu năm 2011. Không có giường bệnh hoặc thuốc thang, người dân chỉ nằm chờ chết. Tại thành phố Uchan và những vùng xung quanh, trong 2 tuần qua, có vài trường hợp cả gia đình đều không qua khỏi. Jaresh Suma, chủ công ty du lịch tại Uchan, bang Madhya Pradesh cho biết, quy mô khủng hoảng chưa từng thấy. Tại bang Punjab, nhà chức trách địa phương kêu gọi các tình nguyện viên có cửa từng nhà để kiểm tra sức khỏe và kêu gọi người dân đi tiêm chủng. Những tình nguyện viên y tế này, Asha, phải làm việc trong điều kiện khó khăn để tiêm chủng cho trẻ và làm công tác sơ cứu cho các ngôi làng. Nhưng theo Bambi, một người thuộc Asha, làm tại quận Luhiana, Punjab, quy mô của khủng hoảng hiện nay là chưa từng thấy. Nhiều người sợ hãi nên không kể với ai về triệu chứng sốt dù dịch bệnh bùng phát mạnh như thế. Họ vẫn chưa cho chúng tôi có đồ bảo hộ đầy đủ, không khẩu trang, không găng tay hay gì cả, bà Bambi nói. Bang Uttarakhand, nơi gần 70% dân số sống tại nông thôn, cũng chịu đòn nghiêm trọng từ dịch bệnh. Số ca nhiễm tại Uttarakhand tăng gấp 20 lần sau khi đón hơn 9 triệu khách tới tham gia lễ Kumbh Mela trong ngày 31 tháng 3 đến ngày 24 tháng 4. Không có một gia đình nào tại Rishikesh, bang Uttarakhand mà không có người ốm. Hariwa cùng với bang Uttarakhand cũng ở trong tình trạng tương tự. Navin Mohan, người giúp sắp xếp các chuyến đi tới các thị trấn thiêng ở bờ sông Hằng cho biết, đại dịch đã thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát. Hàng nghìn người đã và sẽ chết trong những tuần tới.